Chào các bạn, trong video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái remote nha các bạn. Remote TV hoặc là remote máy lạnh các bạn. Bất kỳ remote nào nha, nó xài hồng ngoại nha các bạn. LED hồng ngoại. Ở đây á, người ta sẽ sử dụng phương pháp dùng LED hồng ngoại. Có một số cái remote đó các bạn, như remote cửa hay là remote gì á, người ta sẽ không sử dụng hồng ngoại, người ta sử dụng sóng điện từ lại khác nha các bạn. Các bạn kéo cái remote khác á, nó có dạng anten đó các bạn, kéo anten rồi các bạn bấm nút á, như remote của cửa hay gì á, là nó cũng thuộc lại điều khiển từ xa. Nhưng mà nó dùng không dùng phương pháp nó dùng sóng điện từ mà nó không dùng LED hồng ngoại. LED hồng ngoại cũng là một cái dạng sóng điện từ nha các bạn. Nhưng mà cái LED hồng ngoại á, nó phát sáng á thì mắt người không thể cảm nhận được nha. Tại bước sóng hồng ngoại á, mình không mắt người không nhìn thấy như thế được. Cái nguồn bình thường, cái nguồn cấp cho các remote này á thì có hai loại nha các bạn. Thường là loại pin tiểu ha, hoặc là pin size nhỏ hơn các bạn. Đây nè. Sau đây mình sẽ tháo ra một cái remote đó, remote của TV nha các bạn. Tất cả như hiện tại như cái remote của TV LCD hoặc là đầu đĩa hoặc là mấy cái remote máy lạnh cũng vậy các bạn. Cái phương hình thức á nó hoạt động tương tự nhau nha các bạn. Đây mình mở cái một cái remote TV Sony nha các bạn. Đây. Và kia để xem cho kiểm tra cho mình nè. Cái vỏ đây nha các bạn, cái này là một cái vĩ phím của remote nha các bạn. Vĩ phím remote này đây có con IC nha các bạn, IC phát cái xung cho cái led nè các bạn. Cái led này led hồng ngoại các bạn, nó phát ra tín hiệu hồng ngoại các bạn, mắt người không nhìn thấy được nha. Hai cháu cấp nguồn ha. Còn đây là cái mặt trước của cái remote nha các bạn. Phía trên đây các bạn, đây nè. Đây là cái phần đen đen này nha các bạn. Cái đựng phần đen đen này là cũng là một cái vật liệu dẫn điện nha các bạn. Cái là than chì ha. Nó giống như hình thức mình tạm gọi là than chì nha các bạn. Một lớp than chì ha. Khi bạn ấn nút á là cái phần này tiếp xúc với nhau. Phía trên cái bo mạch của remote đó các bạn cũng có than chì nha các bạn. Than chì đây nè. Khi mà chúng ta ấn nút cái nút các bạn. Ấn cái nút này xuống á, cái phần này á nó sẽ phần than chì này nè, nó làm cho hai cái lớp này nè các bạn. Hai lớp chì bên đây là tiếp xúc với nhau nha các bạn. Tiếp xúc với nhau là nó từ đó nó sẽ phát ra cái tín hiệu ra LED hồng ngoại. Cái thang này á, cái cấu tạo của bàn phím này các bạn, bàn phím này nó cấu tạo hoàn toàn tương tự giống như cái bàn phím của điện thoại di động nha các bạn. Cái bàn phím điện thoại di động á, nó cũng y hệt như vậy. Cái này nó thiết kế được thiết kế như theo kiểu ma trận các bạn, gồm có các hàng và các cột ha. Nên cái này gọi là ma trận bàn phím mà các bạn. Đây nè. Nó thiết kế theo cái hàng cái cột. Khi mà các bạn bấm một nút á, các bạn bấm bất kỳ nút nào á là bên CPU nó sẽ nhận dạng, hoặc là trong remote này nó sẽ tạo xung nha các bạn. Đây để mình gõ ra. Đây nè các bạn. Nó có hàng ở cột nha các bạn. Như cái này á, y như trong remote nha các bạn. Các bạn khi bấm mà cái này cái chén phím nè các bạn, bằng kim loại nha. Các bạn bấm một cái là hai cái lớp bên trong bên ngoài nha. Bên trong ngoài tiếp xúc với nhau. Cái remote cũng hoạt động tương tự như vậy. Khi mà bấm vô là hai cái phần này nó giống như cái cài trận lược các bạn. Nó sẽ tiếp xúc với nhau. Từ đó nó sẽ phát ra một cái xung hồng ngoại nha các bạn, cái sóng hồng ngoại á. Đây đưa vô cái phần thu các bạn, LED thu á. Ở đây á các bạn cứ muốn kiểm tra LED hồng ngoại hoạt động, các bạn có hai cách nha.
Cái cách thứ nhất á là các bạn dùng về đo nguội cho mình nha. Đêm em hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn kiểm tra cái led hồng ngoại này nha. Nó hoạt động sao à? Cái led hồng ngoại này do nó phát ra cái sóng hồng ngoại các bạn, mà mắt thường không nhìn thấy, thì chúng ta có thể để đo nguội coi nó sống mới chết thôi. Các bạn cứ kiểm tra dùng đồng hồ số ha, vặn cái thang đo diốt cho mình, nó đo giá trị y như diốt nha các bạn. Cái này diốt hồng ngoại á, led hồng ngoại á, đo giá trị diốt là một chiều á, một chiều là kim lên ha, một chiều kim lên giá trị nhỏ, một chiều giá trị lớn nha các bạn. Đây nè, cái này giá trị lớn nha các bạn, lớn vô cùng ha. Đây nè, giá trị nhỏ nha các bạn, bạn thấy không? Đây nè, đo chiều bất kỳ, cái này không có tổng trở nha các bạn, không có tổng trở. Còn các bạn đảo ngược quay đo lại, đây là có tổng trở nha các bạn, là ok nha các bạn, led này led tốt nha các bạn. Đây là để mình đảo ngược lại, đây là có tổng trở nha các bạn, là ok nha các bạn, led tốt. Cái đó là cái này là trường hợp đo nguội. Còn các bạn đo nóng á là các bạn kiểm tra cái remote nó hoạt động tốt hay không á các bạn, là các bạn dùng cái các bạn cấp nguồn vô cái remote luôn nha các bạn. Các bạn để nguyên vậy nè, ví dụ mình giả sử cái này nè, cái này remote nha, các bạn muốn kiểm tra led hồng ngoại này nó hay cái remote này hoạt động tốt hay không các bạn. Có nhiều cách nhưng mà cái này mình kiểm tra mình dùng gắn pin vô nha các bạn, gắn pin vô. Cái cách này các bạn có thể kiểm tra cái trường hợp mà remote nó hết pin nha các bạn. Trường hợp remote hết pin hoặc là các phím bị liệt phím á, bấm nó không có ăn nha các bạn. Một vài phím, một dãy phím nó không ăn ha. Rồi các bạn gắn pin vô cho mình nha, kiểm tra luôn nha. Rồi sau khi gắn pin á, các bạn lấy cho mình một cái điện thoại. Đây là cái điện thoại nha. Các bạn lấy điện thoại, các bạn để lên, các bạn test cái led hồng ngoại này nha. Các bạn bật cái chế độ mà quay phim chụp hình vậy các bạn, bật cái chế độ camera lên cho mình. Máy nào cũng được các bạn, các bạn coi máy củi bắp hay là máy thường cũng được ha. Đây là bật cái các bạn bình máy ảnh đó, chế độ camera lên cho mình nha. Rồi các bạn xoay nè, xoay cái remote này vô nào bạn. Rồi các bạn bấm nút nha, bấm bất kỳ lúc nào á, nó phát sáng là ok nha các bạn. Đây nè, rồi phát sáng là ok nha các bạn. Là trường hợp này á, là led hoặc thứ nhất là led hoạt động bình thường nha, thứ hai là có nguồn ok nha các bạn. Đây là cái cách mà dùng để các bạn dùng, các bạn test á, test remote nó hoạt động hay không các bạn. Đó là ok, nó là phát sóng phát ánh sáng hồng ngoại, tại vì ánh sáng hồng ngoại đây, ánh sáng hồng ngoại là mình bấm nút mà nó không, mình không nhìn thấy các bạn, nhưng mà nhờ cái camera trong điện thoại các bạn là bạn test được ok. Đây nè, còn trường hợp thứ hai là các bạn test, thứ nhất là test được cái led này còn tốt hay không, còn cái thứ hai á là các bạn test được cái nút nguồn nút bất kỳ lúc nào bị liệt phím các bạn. Trường hợp mà các bạn remote các bạn mà bấm không được, các bạn bấm mà có nút ăn nút không á, thì các bạn kiểm tra cái nút không ăn ha, các bạn bấm này nè, có nút không ăn nè, bấm nút không ăn nha các bạn. Là cái này là cái trường hợp này là đây nè, có một cái nút này nè, nút standby nè các bạn, standby chế độ chờ, nhưng mà bật cái nút này lên á là nó không ăn nha các bạn. Đây nè, bấm nút nè, bấm chút nhấp nút mà nút ăn nút không nha các bạn. Trường hợp mà nó không ăn nha các bạn, ý là mình nó trường hợp này lúc ăn lúc không nè, trường hợp mà nó không ăn á, các bạn xử lý bước 2 cho mình nha. Đó là bấm cứ kiểm tra cái nút nào không ăn, các bạn cứ bấm nhấp nhấp về lấy camera, điện thoại cứ bấm cũng được, mở ra là nó mình sẽ phát hiện được cái camera nó còn sáng hay to hư nha các bạn. Nếu mà camera nó các bạn thấy nó phát sáng, ánh sáng hồng ngoại á, mà nó sáng ok là cái led hồng ngoại này tốt nha các bạn. Đồng thời cái phím bấm nó cũng tốt nha. Còn trường hợp mà
các bạn sử dụng remote đó mà các bạn nhiều khi bấm được nó không được không các bạn. Đây là có những nút mà nút nó sáng, nút những nút mà nó bị liệt các bạn, bấm không ăn á, là cái led hồng ngoại này vẫn tốt nha các bạn, nhưng mà cái nút này nó không ăn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái trường hợp nút không ăn này nha. Để sửa trường hợp mà nút remote nó không ăn á, mà đây là cái bình thường gặp nhất nha các bạn, là các bạn xử lý cho mình nha. Trường hợp á, cái trường hợp remote đó các bạn, nó ẩm mốc vô nước các bạn, nó vô nước mà các bạn nhìn thấy cái trên đây nè, nó bóng đóng bùn sình hay gì á, cát các bạn, nó làm cho mất tiếp xúc nha các bạn. Mất tiếp xúc là bấm nó liệt phím á, các bạn mở ra nó bụi bặm nhiều á, bấm liệt phím không ăn gì các bạn, bấm hoài không ăn. Thì ở đây có hai cách nha, đây là cách một nha các bạn. Các bạn dùng cồn cho mình nha, các bạn dùng cồn á, rồi các bạn dùng bông gòn nha, các bạn xịt vô bông gòn các bạn, các bạn thấm đều nha. Cái trường hợp này là cái trường hợp mà dơ nha các bạn, ý là sình bùn sình hạt cát các bạn, nó dơ nó làm vĩ phím nè là bấm không được nha. Trường hợp cái vĩ phím cái phần than chì bên đây nè, than chì ở trên bo với than chì trên nút bấm nè các bạn, là vẫn còn ok nha. Các bạn dùng một thứ nhất là các bạn dùng cồn cho mình, các bạn xịt vô bông gòn á, rồi các bạn lau ha, lau đều cho nó sáng bóng lại là ok ha các bạn. Còn cách thứ hai á các bạn, tốt nhất á là các bạn dùng R37 cho mình nha. R37 cha lấy R37 các bạn xịt vô cái bông gòn, xịt vô bông gòn các bạn cũng lau đều câu sơ cho mình nha các bạn, lau cho nó sạch sẽ ha, là ok. Đây là cái trường hợp mà cái bàn phím á các bạn, bàn phím nó dơ nha, là các bạn xử lý theo một trong hai cách cho mình, rồi dùng cồn hay là dùng R chai R7 xịt vô ha, vô xịt cho bông gòn á, các bạn lau để cho nó khô. Tuyệt đối nha các bạn, bữa nay mình nhắc nó tuyệt đối các bạn là tránh là các bạn dùng xăng rửa bo nha các bạn. Cái xăng á, xăng nó có tính tẩy rửa rất cao nha các bạn, lâu á các bạn lâu cái là nó bay mất lớp chì nè, than chì nè các bạn, lớp than chì đen này nè, là mất tiếp xúc là không bấm được nữa nha các bạn. Là bắt buộc là các bạn khuấy độ là các bạn phải dùng dao các bạn, các bạn cạo rồi các bạn dùng dây đồng nhuyễn á các bạn câu lại. Còn khi mà các bạn là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với xăng nha các bạn, cái tích chất tẩy rửa. Các bạn lau cái là nó bay mất cái lớp than chì này, lớp than chì là lớp dẫn điện á. Các bạn mà lau cái là nó bay hết là cái này có thể lại bỏ luôn nha các bạn. Thì câu cũng mất thời gian mà các bạn để các bạn hạn chế dùng xăng cho mình nha. Nếu như các bạn dùng cồn á, dùng chơi cồn cho mình hoặc là R7 thôi, còn lau nhẹ thôi nha, nhớ lau nhẹ. Còn cái thứ hai á, tránh dùng xăng. Cái thứ hai là các bạn tránh trực tiếp là dùng cái kim loại, các bạn dùng kim loại hay cái lưỡi dao á, các bạn cạo á, cái này cũng hạn chế nha. Cạo nó là mất cái lớp than chì bên đây nè, than chì trên bo remote nè các bạn, hoặc là các bạn cạo ở đây nè là mất cái than chì là nó bấm nó không tiếp xúc nữa là chắc chắn là nó bị liệt phím đó luôn nha các bạn. Đây là cách đó mình xử lý mà trường hợp mà nó bụi các bạn, bụi bám hoặc là bụi bị dính sình rớt, nó bị rớt á, dính sình bùn vậy á, là dơ mất tiếp xúc. Còn cái thứ hai á, trường hợp này cái bo này ok nha các bạn, cái than chì lớp than chì ôi trên bo ok nha các bạn, lau lên sạch sẽ rồi. Các bạn nhìn cái than chì nè là ok. Nhưng mà các bạn liệt phím các bạn, liệt phím cũng có trường hợp này nè, là cái nút than chì nè các bạn. Ở trên đây cái nút bấm của mình á là có lớp than chì, cũng có lớp than chì nha các bạn. Đây nè, lớp này nó bấm vô giống như cái chén phím các bạn, chén phím của điện thoại á. Vô đây nè. Bấm vô cái nó tiếp xúc hai bên là nó làm cho hai cái này liền mạch nhau các bạn. Thì đó nó phát ra cái sóng hồng ngoại á, bên kia nó mới hiểu ha. Thì các bạn bấm kiểm tra, các bạn cũng bấm nha, các bạn kiểm tra trên bo này ok nha. Nếu mà nó bị liệt các bạn đặt vô, các bạn cấp nguồn vô đây à, gắn pin vô nha các bạn, rồi các bạn bấm nút
bấm nút rồi nếu mà nó sáng á, nó không sáng á là cái nút nó bị liệt nha các bạn. Liệt á, mà đa phần á mình thấy liệt nhiều nhất các bạn, liệt nhiều nhất là do cái lớp than nè các bạn, cái lớp than mà trên cái bàn phím này nè, lớp than trên bàn phím nó mòn quá, khiến nó mòn hoảng, nó bị ấy các bạn, bị bay cái lớp than này nè. Cách độ lại á có hai cách, cũng có hai cách nha các bạn, hai cách độ mình hướng dẫn các bạn độ lại. Cái cách thứ nhất á là các bạn giờ dùng một cái dây điện nha bạn, đây nè các bạn dùng một cái kim ha, trường hợp ở cái lớp than chì nó mòn các bạn, con đẩy cái này lên nè, rồi các bạn xuyên lỗ nha bạn, lấy kim xuyên vô lỗ đây. Đây nè, bạn thấy không, xuyên xuyên lỗ này nha, cho nó qua nha các bạn. Rồi các bạn lấy dây đồng các bạn, cái dây đồng mà là nhuyễn các bạn, là nhiều sợi á, các bạn tách sợi ra, rồi các bạn xỏ vô nha các bạn, các bạn xỏ vô, tất nhiên lấy kim mây nha các bạn, rồi xỏ vô các bạn, rồi quấn lại nha các bạn, quấn hai ba vòng á, quấn hai ba vòng là ok. Rồi các bạn cắt cho nó gọn lại, là khi mà các bạn rồi các bạn lắp vô. Nhớ nha các bạn, cái dùng dây đồng nhuyễn nha, lấy một sợi thôi nha. Ở đây có nhiều sợi các bạn tách ra một sợi cho mình ha, lấy một sợi thôi. Đây các bạn, các bạn lấy một sợi nhỏ thôi nha, một sợi nhỏ trong cái đó đám dây đồng này, dài tí nha. Rồi các bạn xỏ vô cái lỗ mà mình vừa ấy các bạn, xỏ qua lỗ này mà xóa hai ba sợi, hai ba vòng là ok nha các bạn. Rồi các bạn cắt cho nó gọn lại là các bạn bấm nút được nha. Còn cách thứ hai á, cách thứ hai là bạn dùng chính cái chén phím này nha các bạn, trong điện thoại di động á, mấy cái nào mà có cái bàn phím nào mà hư các bạn, cái phím này có là ưu điểm là cái độ nảy rất cao nha các bạn. Các bạn lấy tách ra, tách cái chân phím này ra nha. Đây nè, bạn tách cái chén phím ra, lấy một cái chén phím này. Đây, nảy đó, nảy rất nhạy nha các bạn, bấm như bấm điện thoại á. Đây nè, đây là cái chén phím nha các bạn, đây là chén phím điện thoại nha các bạn. Rồi sau khi lấy xong á, rồi các bạn lấy bao keo các bạn, thì trường hợp là cái lớp chì này nha các bạn, lớp than chì này nó bị mòn quá hoặc là nó bấm không ăn, nó không mất tiếp xúc á, rồi các bạn đã vô nha các bạn, lấy mỗi lít keo nha các bạn, lấy keo mà giờ dán chặt chặt á, như keo con chó cái gì á các bạn, đừng lấy cây gắn sắt, cây sắt nó nói mà chét cái vừa nha, cái ít mà ấn như đây nè, đã thì đúng chiều nha các bạn, để chiều chọc chiều ngang vậy đó, tùy theo cái ấy nha các bạn. Rồi các bạn cho một ít keo dán chặt vô cái chén phím vô nha các bạn, nè dán chặt vô là các bạn, rồi các bạn đặt lại là ok nha các bạn. Cái chén phím này á, nó sẽ giúp cho cái bàn phím này á, tiếp xúc lại tốt nha các bạn. Nó sẽ giúp cho hai cái má này nè, mấy cái này là ok nha các bạn. Đây trường hợp chén phím rồi các bạn, đây mình nhét đây nè, nó sẽ tiếp xúc tốt với cái hai cái lớp này nè, hai lớp than chì bên đây nè các bạn. Nhớ nha các bạn lấy chén phím đó các bạn, đây nè các bạn bấm, các bạn lấy keo các bạn dán lại nha, dán lại cho dính vô cái nút này nha. Còn bấm cái này á, bấm này như bấm điện thoại mà, đã tay nó nảy lên đã tay lắm. Còn trường hợp mà các bạn không có chén phím này á, các bạn dùng cái miếng nhôm nha các bạn, miếng nhôm như trong cái bao thuốc lá các bạn, cái nhôm bao thuốc lá mà các bạn cũng làm y hệt nha các bạn, tương tự các bạn đây nè, đây chợp như vậy nè, các bạn bấm vô nó nảy lên nè. Giả sử nó ở vị trí này các bạn bấm á, bấm bây giờ nó sẽ có độ nảy nha các bạn, ok nha, tương tự như cái bàn phím trong điện thoại di động ha.
Còn chờ mà không, các bạn không có chén phím này á, là các bạn cắt một cái miếng nhỏ của cái bao thuốc lá các bạn, có cái lớp giấy bạc á. Rồi các bạn cũng làm tương tự nha. Lấy cái miếng giấy bạc trong cái bao thuốc lá, các bạn cũng cắt đo, cắt cái vòng tròn mà lấy cái miếng cái phần mà tiếp xúc các bạn, tiếp xúc một phần kim loại, phần dẫn điện á. Rồi các bạn lót ở đây nha. Cũng lấy con keo vô, dán vô, lót vô là dán y hệt như vậy, như cái chén phím này các bạn. Là cái lấy giấy bạc á, rồi các bạn gắn vô là ok nha. Bấm là đảm bảo cho các bạn là khắc phục được cái hiện tượng mà bị liệt phím trong cái remote nha các bạn. Cái remote đó, remote này á, nó thực sự á, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đó. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn mua ha. Còn những trường hợp mà các bạn mà ở vùng sâu vùng xa á, hoặc là các bạn không có thời gian mà đi mua các bạn, hoặc là nhiều khi cái remote á, remote của mấy cái máy mà máy độc lạ hồi xưa á, mấy cái cổ á, nó không có cái độ thay thế, các bạn nên sửa theo cách của mình nha. Là sửa các bạn có thể kiểm tra được à, cái remote nè, đèn led á, led hồng ngoại nè, nó phát sáng hay không ha. Cái thứ hai á, trường hợp mà nó dơ các bạn, dơ ở trên bao mặt phím này á, ở các bạn dùng, thứ nhất các bạn dùng cồn ha, dùng cồn 2R7, các bạn xịt vô cái bông gòn, xịt vô bông gòn ha, rồi các bạn lau ha, lau nhẹ thôi nha các bạn, không được dùng xăng nha, không được dùng xăng, mới dùng cái kim loại á, các bạn còn cạo là nó mất cái lớp chì, than chì ở đây là mà không, nó không dẫn điện được nha các bạn, là nó bị liệt phím nha. Và cái thứ ba, nó trường hợp mà các bạn ok, nhưng mà cái lớp than chì trên cái phím này nè, nó bấm không được á, nó bị mòn quá các bạn, hoặc là nó bay mất cái lớp than chì trên cái phím này nè, là các bạn độn theo, làm theo cách của mình nha. Các bạn có thể dùng dây đồng câu kéo 2-3 sợi, hoặc là dùng chén phím, lấy chén phím mà các bạn phím hư trong điện thoại di động các bạn, phím bất kỳ phím nào á, cũng vừa chạm với cái này thôi, đừng có to quá nha các bạn, cũng vừa mà các bạn lấy keo dán vô. Mà nếu các bạn không có chén phím này á, các bạn dùng giấy bạc nha, giấy bạc trong mấy bao thuốc lá có phần có trong giấy bạc á, nó sẽ có cái lớp mà lớp bên ngoài cùng á, là cái lớp mà dẫn điện nha các bạn, có thể dẫn điện được á. Ở các bạn cắt rồi các bạn dán vô nha, dùng keo á, keo mương chó cái gì á, chặt á, các bạn cắt mỏng qua nha, đừng cắt dày quá, tại vì cái lớp này á, lớp than chì này nó rất mỏng, đây là một cái lớp mỏng nha các bạn. Nên các bạn chỉ cần cắt một miếng giấy bạc nhỏ, một lớp giấy bạc thôi, chứ đừng cắt 2-3 miếng cái lớp chồng nhau nha. Tại các bạn cắt một lớp giấy bạc, các bạn dán ở đây là ok nha, vì cái lớp giấy bạc nó có lớp dẫn điện được các bạn, bạc bên ngoài dẫn điện được là các bạn dán vô đây nha, dán sát vô rồi tại các tỉa lại cho nó gọn lại các bạn, dán chặt cái đây là các bạn bấm đảm bảo các bạn là bấm được ok luôn nha, dính như đây nè, bấm ok luôn nha. Là xong, mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra hoạt động của led hồng ngoại các bạn. Led hồng ngoại là dùng các bạn kiểm tra các bàn phím á, bàn phím trong cái remote nha. Cái cách này các bạn có thể sửa bất kỳ remote nào trong nhà nha các bạn. Từ remote nó mới lạnh nè, để lâu quá nó bị oxy hóa, bị mốc, bị ẩm nước các bạn. Hoặc là remote TV, hay bất kỳ remote nào dùng sử dụng cái đèn led hồng ngoại nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.